mời phụ huynh của Hạnh Minh sẽ tiến lên sân khấu để dành cho em một bó hoa ạ. Dạ thưa quý vị, Hạnh Minh mới chỉ có 10 tuổi thôi nhưng mà bé rất là chăm chỉ để luyện tập piano, và ngày hôm nay là bé đã dành cho chúng ta một phần trình diễn rất là dễ thương đúng không ạ?